Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Quốc Tuấn Thì hiện tại đây là sang tháng 9 rồi Thì hôm nay mình sẽ báo giá mới chi tiết nhất Giá của VF8 bản Eco tháng 9 này xem có gì chính sách gì mới hay không Và mọi chính sách chi tiết nhất thì mình sẽ báo qua video Mọi người cần thêm thông tin chia sẻ gì thì hãy hỏi mình qua inbox nhé Xin mời Sau đây mọi người cùng lắm chính sách Giá của VF8 bản Eco trong tháng 9 này thì như mọi người cũng đã biết là giá VF8 đã tăng từ các tháng trước rồi thì bây giờ hiện tại giá thì vẫn như vậy là 1 tỷ 090 triệu đối với bản Eco và hôm nay mình sẽ chỉ chia sẻ bản Eco này thôi nhé thì giá của bản VF8 bản Eco trong tháng 9 này thì giá là 1 tỷ 090 triệu thì 1 tỷ 090 triệu Tiếp đó khách hàng sẽ được sử dụng voucher 150. Sử dụng gói voucher 150 này thì khách hàng sẽ trừ thẳng vào giá xe là còn 940 triệu. Nhưng đối với khách hàng mà chưa có voucher thì hiện tại giá voucher đang dao động khoảng từ 50 đến 55 triệu thì em cứ tính cái thời điểm hiện tại đang là 50 triệu. Thì như vậy khách hàng sẽ cộng thêm 50 triệu đối với những khách hàng chưa có voucher thì sẽ thành là 990 triệu. Tiếp đó để khách hàng còn phải làm thủ tục ra biển thì hiện tại đăng ký ở Hà Nội thì mọi người vẫn mất 20 triệu tiền biển và 2 triệu tiền đăng kiểm thì tổng ở Hà Nội sẽ là thành 22 triệu và ở tỉnh thì là có 2 triệu tiền biển thôi cộng với 2 triệu tiền đăng kiểm là 4 triệu đăng ký ở biển tỉnh như vậy ở Hà Nội đối bản Eco sẽ lăn bánh là thành 1 tỷ 012 triệu và bản và ở ở tỉnh đối bản Eco là 994 triệu khác sau so, thực sự vẫn khác so với tháng trước nhiều đúng không các bạn tiếp đó là chính sách mới nhất mà trong tháng 9 này mà khách hàng đang ngóng chờ nhất đó là chính sách miễn phí thuê pin trong vòng 2 năm đối với tất cả khách hàng ký mới và xuất hóa đơn trong tháng 9 thì khách hàng sẽ được ưu đãi là miễn phí thuê pin trong vòng 2 năm thì đơn giản khách hàng đang được hưởng như thế nào tức là bây giờ giá gói thuê pin của VinFast đang là 2 triệu 7 một tháng 2 triệu 7 một tháng thì khách hàng nhân với 2 năm, 2 năm tức là 24 tháng Thì sẽ thành là 64 triệu 800 2 triệu 7 nhân với 24 tháng là Khách hàng đang được hưởng là 64 triệu 800 Tiếp đến khách hàng sẽ được tặng bảo hiểm thân vỏ Trong vòng 2 năm Thì hiện tại bảo hiểm thân vỏ sẽ tính như thế nào thì VinFast sẽ tính là 1.35 trên giá trị xe thì ví dụ đối với bản Eco này Thì sẽ thành là 1.35 nhân với 1090 Tức là giá 1090 xuất hóa đơn cho khách hàng Thì sẽ thành là 2 Thành là 14 triệu 700 Tức là 1 năm nhá Khách hàng sẽ được hưởng là 14 triệu 75 700 Vậy 25 thì sẽ là thành 29 triệu 400 Tức là khách hàng đang được hưởng quá lời so với các tháng trước rồi Thay vì những chính sách mới thì hôm nay là chính sách đúng là quá tuyệt vời 29 triệu tư cộng với 64 triệu mà khách hàng đang ở trên thuê pin nữa thì tổng khách hàng tháng này khách hàng đang được hưởng chính sách là được 94 triệu nếu mà tính quy ra tiền mặt là khách hàng đang được hưởng 94 triệu nhưng thay vì đó khách hàng để tránh làm giảm giá xe của VinFast đi thì khách hàng sẽ gợi ý cho là thuê pin cho khách hàng và tặng bảo hiểm tặng thuê pin cho khách hàng và tặng bảo hiểm thì như vậy mọi người nhìn thấy luôn là chính sách tháng này quá ưu đãi so với các tháng trước rồi tiếp đó khách hàng sẽ được tặng thêm một gói phim 3M Platium, tức là dán phim 3M cao cấp đấy của VinFast vậy mọi người còn năn tăn gì nữa mà không đặt cọc sớm đi trong tháng này tại vì cuối tháng mọi người cũng vẫn biết là thường thường cuối tháng khi mà xuất hóa đơn cái giá voucher nó sẽ tăng hơn so với bình thường lên như vậy khách hàng đang xác định mà muốn có nhu cầu mua xe trong tháng 9 này thì hãy làm thủ tục trước để tránh tình trạng hoặc là khách hàng lên mua voucher trước để tránh tình trạng voucher sẽ tăng lên và làm giảm cái giá và số tiền của khách hàng cũng bị tăng lên một chút vậy là mọi người đã lắm được hết chính sách chưa em xin cảm ơn Như vậy, qua video vừa rồi, mọi người đã nắm được hết thông tin chính sách VF8 tháng 9 này chưa? Mọi người cần thêm thông tin chi tiết gì thì liên hệ theo số hotline bên dưới giúp mình nhé. Và đặc biệt, mọi người có nhu cầu mua xe hãy ủng hộ mình nhé. Quốc Tuấn xin chào tất cả mọi người.